tình này là bạn thân. Lúc đầu thì em cũng không có ý định là sẽ quen bạn thân, tại vì nghĩ là bạn thân nếu mình quen rồi mình sẽ mất đi một người bạn, nghĩ như vậy. Nhưng mà cái bạn đó cũng là một cái mẫu người mà em tìm, sau đó em mới tỏ tình bạn đó thì cũng quen được một thời gian. Thì bạn nhớ gia đình bạn đó có đạo, bạn nói là không hợp. Thứ hai là bạn đó muốn tập trung vào sự nghiệp, nhưng mà sau đó thì một tháng sau thì bạn công khai người mới. Hơi sốc phải không? Hơi sốc. Alo, chào em gái. Dạ, em chào chị Tường ạ. Bây giờ mình sẽ lần lượt mời hai bạn nam vào luôn nha cưng nha. Kết nối luôn với bạn trai đầu tiên. Alo, chào em trai. Trời ơi, chào chị. Dạ. Rồi, ở đó cười tươi lên vậy chứ, bữa nay mình hẹn hò mà. Rồi, và một bạn cuối cùng. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Wow, Sumi trắng tinh nha. Em chào mọi người ạ. Bây giờ thì bạn nữ hãy giới thiệu trước giùm chị Tường đi. Dạ em tên là Thùy Dung, em sinh năm 93. Thì hiện tại em đang sinh sống ở Dĩ An, Bình Dương ạ. Nhà em thì ở Đồng Nai, ba mẹ em ở Đồng Nai ạ. Dạ hiện tại thì em đang làm trợ lý giám đốc cho công ty nội thất, và em cũng đang là hội đồng thành viên của công ty giải pháp doanh nghiệp HRC. Trong cái thời gian vừa rồi thì công việc em nó như thế nào? Trong thời gian dịch bệnh này thì cũng ảnh hưởng chị, tại vì bên em một công ty là nội thất á, thì cũng không có sản xuất được, với lại cũng không có giao hàng được. Hiện tại thì vẫn đang làm online nhận đơn thôi, chứ cũng chưa giao cho khách được. Còn về công ty kia thì em chỉ góp vốn với lại cũng tham gia vận hành một chút thôi. Dung ơi, Dung giới thiệu một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi. Dung có những điểm mạnh gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em khá là lạc quan và em có khả năng gọi là tự phục hồi khá cao. Ngoài ra thì em cũng rất là hòa đồng, thân thiện. Nhưng mà ai biết sau về em thì mới biết em hòa đồng, thân thiện. Còn bình thường thì nghĩ em là người lạnh lùng và rất là kiểu chảnh á chị. Cái đó cũng là điểm yếu của em. Và đôi khi em rất là thẳng tính. Ủa mà phục hồi khá cao là sao chị chưa hiểu? Dạ ví dụ như hôm nay em gặp phải một vấn đề gì đó thì em bị tụt mood đi. Sau một đêm kiểu như là em sẽ lại tự reset lại. Và ngày hôm sau thì em sẽ năng động trở lại. Em sẽ không có bị cái cảm giác mà bị buồn hay bị gì nữa hết. Hay là bị kiểu tụt mood hay là kiểu hết năng lượng. Thì qua ngày hôm sau thì em reset lại là tôi lại liền. Có nghĩa là người mình rất là năng động, đúng không? Mình không cho những cái gì mà nó tiêu cực, nó kéo dài lâu ha. Ví dụ có buồn, có bực gì cũng một chút thôi rồi mình vượt qua, đúng không? Vậy là quá tốt, tuổi trẻ phải như vậy. Chứ bi quan với buồn bã quá là thất bại chứ không thành công. Rồi vậy còn điểm yếu của mình thì sao nè? Dạ, điểm yếu của em là thẳng tính nè. Và đôi khi em cũng hay nóng tính đó chị. Đôi khi là em nói ra xong rồi không suy nghĩ gì hết, nhưng mà em chả nhớ là em nói gì đâu. Và đôi khi là cũng nhiều người đánh giá là kiểu nói mà không suy nghĩ á. Thế thì hôm nay đến với chương trình ghép đôi thần tốc online thì chị Tường sẽ giới thiệu cho em được gặp gỡ làm quen với hai người bạn trai. Để chúng ta từ từ trò chuyện và tìm hiểu với nhau nha. Bây giờ thì bạn nam ở vị trí đầu tiên, hãy giới thiệu một chút xíu về thông tin của mình cho chị Tường với Dung nghe với. Mời em. Em tên Vũ Toàn Thiền ạ. Em sinh năm 1993. Nghề nghiệp của em là y sĩ y học cổ truyền. Bây giờ là em đang sinh sống ở đâu? Quê quán em ở đâu Thiền? Em thì quê ở Đồng Nai, còn em đang sinh sống ở Sài Gòn. Sinh sống ở Sài Gòn là mình sống với ai? Đang sống với ai? Em đang ở trọ một mình thôi ạ. Công việc chính của em là gì? Công việc chính của em là châm cứu ạ. Em làm thì cũng được khoảng tầm 2 năm rồi. 2 năm rồi. Em chuyên châm cứu để trị những bệnh gì? Em châm cứu trị bệnh về cơ xương khớp, liệt tai biến, đau đầu, mất ngủ. Rồi, một chút xíu cái công việc về một cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi Thiện ơi. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Điểm mạnh em là tập trung công việc vô tư, thoải mái. Không có cần thanh niên đàn ông, không cần nói nhiều, ít nói mà làm nhiều là được. Bạn trai còn lại giới thiệu cho chị Tường nghe với nè. Mời em trai áo sơ mi trắng rất đẹp trai. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Chào em. Dạ.
Em tên là Trần Xuân Trường, em sinh năm 1993 và em quê ở Thái Bình ạ. Em đang làm việc tại một trường cao đẳng ở trong Dĩ An, Bình Dương ạ. Là quê Hà Nội thôi, à quê ngoài Bắc thôi nhưng mà cũng làm việc ở trong Bình Dương luôn. Thì nói chung là cũng mấy bạn cũng gần gần xúm xích, xúm xích gần nhau. Cụ thể công việc của em là làm cái gì trong trường? Em thì em làm ở phòng tổ chức hành chính. Em là một kỹ sư xây dựng thì em chuyên về mảng mảng quản trị thiết bị là như là xây dựng cơ bản. Em học một cái học thạc sĩ là học chuyên ngành ở Đại học Lâm nghiệp, em học chế biến gỗ. Thạc sĩ ngành chế biến gỗ. Thế em vào trong Nam là được bao nhiêu năm rồi? Dạ em vào được hơn 5 năm rồi chị ạ. Em ở khu nhà tập thể trong trường và em đang sống một mình ạ. Thế điểm mạnh, điểm yếu của trường là gì nè? Dạ điểm mạnh của em thì em chơi thể thao, em thường xuyên chơi thể thao những cái môn như tennis, bóng bàn hay là bóng chuyền, bóng đá, một vài môn nữa. Và có thể một cái rất là đam mê là ca hát và chơi đàn guitar, chơi sáo trúc. Em định sau này là mình sẽ lập nghiệp ở trong Nam này luôn hay là mình sẽ quay lại về quê của mình để mình lập nghiệp, phát triển sự nghiệp của mình? Em nghĩ là em sẽ ở đây vì là ở đây thì em thấy khả năng phát triển em công việc ổn định và em có thể đi làm thêm cái chuyên ngành xây dựng của em bên ngoài nữa vào những ngày mà thứ bảy chủ nhật trong tuần. Là em chỉ làm ở trong trường là đến thứ hai, từ thứ hai đến thứ sáu thì em có thể làm trái ngành vậy. Em thấy là cái khả năng em ở đây thì em rất là ổn. Còn điểm mạnh, điểm yếu gì nữa nè? Những ngày nghỉ thì em có thể em dậy hơi muộn, ít đi dành thời gian đi cho việc tìm bạn nữ, bạn để mình tìm một nửa kia của mình, rất nhát, ý là lười ạ. Hy vọng hôm nay mình sẽ trước tiên là có thêm được một người bạn ha, rồi từ từ biết đâu mình còn tiến xa hơn nữa. Ủa Thiện, là hồi nãy mình nói quê mình là ở đâu á Thiện? Mình đang sống ở thành phố nhưng mà cái quê gốc của mình là ở đâu? Quê em ở Đồng Nai ạ. À quê ở Đồng Nai nhưng mà hiện tại thì làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Còn hai bạn kia thì là cùng đang làm việc ở Bình Dương. Ủa thế cái Bình Dương của Dung với Bình Dương của trường là có gần nhau không? Em ở cuối cầu Đồng Nai ấy chị. Vâng, thì mình ở gần ngã tư Bình Thung. Nói chung là em ở Bình Dương nhưng mà em không biết gì về Bình Dương hết chị. Em chỉ biết về Đồng Nai với lại Sài Gòn thì em biết, còn Bình Dương em không biết gì hết. Chỗ đó cách chỗ mình khoảng 5 cây, 5 cây. Mình vẫn thỉnh thoảng vẫn đi qua đường đấy. Ồ, bây giờ tôi lập lại cái bản đồ mình hôm nay này nha. Lập lại cái bản đồ nè. Quê á, không thì quê của Dung á là trùng với quê của Thiện là ở Đồng Nai, đúng chưa? Đó. Nhưng mà hiện tại sống và làm việc á thì Dung á lại sống và làm việc gần trường, cách có 5 cây thôi, là cùng ở ở Bình Dương. Dung đã trải qua mấy mối tình rồi Dung? Dạ, em trải qua 4 mối tình ạ. Một mối tình là từ cấp 3 thì cũng là 9 năm nhưng mà cũng chia tay xong quay lại. Còn một mối tình mà cho em một bài học sâu sắc với lại cho em trưởng thành hơn là mối tình gần đây nhất. Tầm khoảng 6 đến 8 tháng luôn. 9 năm là quá dài. Mối tình đầu đẹp vậy tại sao không tiến tới được hôn nhân? Lý do gì gãy đổ trong một cái tình 9 năm? Đó là do định hướng của hai người khác nhau. Một phần chắc cũng do em cũng còn trẻ con chưa có suy nghĩ chín chắn á, nên thành ra là cũng không có đi đến được. Rồi bây giờ chị hỏi cái mối tình mà gần đây nhất á, mối tình mà 6 7 8 tháng gì đó mà để lại những cái bài học gì đó là nó như thế nào? Mối tình đó là sao? Thì mối tình này là bạn thân. Lúc đầu thì em cũng không có ý định là sẽ quen bạn thân, tại vì nghĩ là bạn thân nếu mình quen rồi mình sẽ mất đi một người bạn, nghĩ như vậy. Nhưng mà khi mà em xuống dưới Bình Dương đi mà để lập nghiệp thì gặp bạn nhiều hơn và nói chuyện nhiều, với lại cũng bạn cũng hỗ trợ em nhiều á. Sau lúc đó thì em mới cảm thấy là tại sao mình phải đi tìm một người xa ở đâu, nhưng mà trong khi bạn đó cũng là một cái mẫu người mà em tìm. Sau đó em mới tỏ tình với bạn đó thì cũng quen một thời gian thì gia đình bạn đó có đạo, là bạn đó nói là không hợp. Thứ hai là bạn đó muốn tập trung vào sự nghiệp, nhưng mà sau đó thì một tháng sau thì bạn công khai người yêu mới. Hơi sốc phải không? Hơi sốc ha. Em lúc đó thì em mới cảm thấy sốc, với lại cũng suy nghĩ chính xác và trưởng thành hơn, kiểu là mình suy nghĩ tích cực lên á. Mình cũng không có nặng quá. Từ sau khi em kết thúc cái mối tình đó đến nay thì mình còn không có để ý ai nữa hết trơn á hả Dung? Dạ em thì không để ý ai hết, nhưng mà vẫn có người làm quen nhắn tin hỏi thăm. Nhưng mà kiểu lần nào cũng hai em say hai xong rồi em đang làm gì đó, rồi hỏi những cái câu mà rất là thường, kiểu chán á, em không muốn trả lời. Chết già. Kiểu như là em đang làm gì đó. Vậy chứ em muốn sao? Em chia sẻ. Rồi
em bao nhiêu tuổi, xong rồi em nặng bao nhiêu ký, em cao mét bao nhiêu, hỏi kiểu thông tin cá nhân nhiều á. Cái đó là ví dụ có cơ hội gặp mặt thì sẽ biết sau hơn, chứ không quan tâm về ngoại hình nhiều quá. Ủa rồi anh đang muốn gì vậy đó, em cũng chưa đến lúc mà đẹp hơn để em phải chia sẻ những cái đó. Hai bạn nam nghe để mình rút kinh nghiệm luôn nha. Bạn nữ là không có thích nhắn mà hỏi mới quen chưa biết gì mà hỏi sâu quá về chiều cao, cân nặng, vóc dáng của người ta. Mà đúng thiệt, vô duyên nếu mà ai là quen với tôi mà chưa chân nhắn tin hỏi em cao mét mấy, số đo bao giờ em như các tôi chửi chết quá à. Thường thì bạn trai nếu mà tinh tế thì sẽ thường bạn gái thì có cái profile, ví dụ Zalo hay Facebook gì luôn có cái profile, thì mình sẽ coi, mình lướt cái đó để mình coi thử là chủ đề sở thích của bạn đó như thế nào. Xong rồi tinh tế kiểu như là lâu lâu comment dịch story thôi, chứ không cần phải là phải nhắn tin trực tiếp, nhắn tin nhiều thật sự luôn. Nếu mà một người kiểu tạo cảm tình này nọ chứ phải vô bực nhắn tin, ngày nào cũng nhắn tin, hoặc là chúc em ngủ ngon rồi chúc buổi sáng này nọ, em thấy là cũng chưa phải, ví dụ yêu nhau thì bình thường, còn lúc mà chưa gì hết mà cứ vậy thì tạo ấn tượng, nhưng mà kiểu người ta cũng sợ chị, kiểu cảm giác bị ngợp, bị sợ. Chị thấy em cũng hơi khó rồi đó, em còn khó hơn chị nữa. Người ta chúc buổi sáng với người ta chúc buổi tối ngủ ngon là cái đó là lịch sự mà. À, quan trọng là khi nói chuyện mình nói những cái chủ đề gì mà mình quan tâm, mình thích là được rồi. Chứ bây giờ mới quen mà không có quan tâm, nhắn tin, hỏi thăm liên tục thì làm sao hiểu được nhau, làm sao phát triển tình cảm. À, đối với em là kiểu như là cứ từng chút một, kiểu từ từ á chị. Giờ hỏi Trường nè, bình thường nếu mà em theo dạ. quan điểm của em nhắn tin để mà em làm quen một người bạn gái thì thường thì em sẽ nhắn tin như thế nào? Chào hỏi bạn ấy thì làm quen, mình làm quen như bạn bè bình thường thôi ạ. Bây giờ rồi ví dụ như là có cái duyên gì mình sẽ gặp thì em sẽ nhắn tin với bạn để em trò chuyện. Còn Nghịch Thiện thì sao? Em hỏi thăm sức khỏe ạ. Hỏi thông tin. Nói chứ thật ra mấy cái này nó cũng khó lắm. Chị tâm lý phụ nữ chướng lắm em ơi. Sáng nắng chiều mưa đó, nói chung là hả nó rất là khó. Thiện là trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình chính thức. Thì mối tình á là thì cũng quen ở chỗ phòng khám, không hợp về đường hướng rồi tính cách rồi nhiều thứ. Trường thì sao? Trường tình trường của mình là như thế nào? Trước thì cũng có một mối tình với một bạn thời sinh viên này, 5 tháng này. Lúc mà em ra trường ấy thì em lại vào Nam, bạn lại cũng ở ngoài Bắc. Đó, thì, em mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ, tương lai là người như thế nào? Em nghĩ là bạn ấy biết nấu ăn thì không cần giỏi nhưng mà ở mức được, và hướng về gia đình chăm lo cho gia đình, thì em cũng có hướng về hướng đấy, thì nó sẽ đỡ vất vả cho một người làm. Em thì cũng công việc khá ổn định, em có thể làm thêm ngoài làm công việc ở cơ quan. Bạn ấy thì chỉ cần là ở gần thì biết quan tâm chia sẻ với nhau. Em thì em cũng không cần là phải tập trung quá, nhưng mà chỉ cần là nhìn một chút thôi ạ. Hay bạn ấy có khả năng ứng xử nhanh, giao tiếp nhanh. Rồi. Dạ. Thiện ơi, còn em thì sao Thiện? Dạ, thì một người vợ hiền lành, dạ, biết quan tâm gia đình, vậy là được rồi. Dạ. Ngoại hình thì không quan trọng ạ. Dạ. Dung ơi, từ nãy giờ em lắng nghe cái tiêu chí của hai chàng trai mình như vậy, thì không biết là em có cảm nghĩ, em có suy nghĩ gì không Dung? Nếu mà nói về người phụ nữ của gia đình đó, thì khoảng vài năm về trước đó, thì em có khuynh hướng như vậy. Vài năm trở lại đây thì em cũng biết em phải là người phụ nữ gia đình hơn nữa, nhưng mà nấu ăn thì em nấu cũng được, nhưng mà em nấu không được giỏi thôi. Còn về quan tâm chăm sóc gia đình thì em vẫn là một người hướng về gia đình. Em thấy thì hai bạn nam này thì ai cũng sẽ hướng về gia đình hết, thì cũng là mẫu người đàn ông của gia đình đó. Còn về chuyện có hợp hay không thì chắc là phải tìm hiểu sâu hơn ạ. Thật ra cái người phụ nữ của gia đình không có nghĩa là người phụ nữ nấu ăn ngon, là người quán xuyến cái việc gia đình, còn cái chuyện nấu ăn ngon hay dở đó là một cái, đó là cái khiếu tùy. Vấn đề là mình chịu, có cái ý thức là mình muốn ở chăm sóc, nhiều khi mình muốn tận tay nấu cái bữa ăn cho chồng mình, cho con mình. Nó còn cái chuyện nấu ngon hay dở là một cái phạm trù khác nữa. Dung đặt cái tiêu chí một cái người đàn ông của mình là người như thế nào? Người đàn ông mà em muốn thì phải là một người chín chắn, trưởng thành, kiểu cũng biết quan tâm chăm sóc gia đình, cũng phải tinh tế, chị chân thành ấy. Về ngoại hình thì đối với em thì
dễ nhìn là được. Và lại em cực kỳ không thích mùi thuốc lá, nên là em sẽ không thích mùi hút thuốc. Một người có ý chí cầu tiến nữa. Hôm nay chúng ta có ba bạn, đó là Dung và Thiện và Trường. Thế thì bây giờ trước khi đến cái phần mà chúng ta sẽ lựa chọn, hôm nay thì mình sẽ ưu tiên cho bạn nữ, vì bạn nữ sẽ có quyền lựa chọn mình tiếp tục kết nối với một bạn nam nữa để mà mình đi vào vòng trong. Bây giờ thì trước khi đưa ra quyết định thì chúng ta phải có thêm nhiều thông tin nữa. Vậy tôi xin mời ba bạn hãy hướng về cái điện thoại của mình trong hai màn hình nha, để xem những cái video clip giới thiệu về ba nhân vật của ngày hôm nay. Xin mời mọi người. Phương châm sống của mình là sẽ có cách, đừng lo. Bởi vì trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng. Đôi khi mình cũng sẽ gặp phải một số vấn đề khó khăn, bế tắc hoặc là đau buồn. Thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình hãy suy nghĩ tích cực và bình tĩnh. Thì mình tin rằng mình sẽ tìm được cái cách giải quyết tốt nhất. Hôm nay đến với chương trình thì mình cũng hy vọng mình sẽ tìm được một người bạn có thể chia sẻ và đồng hành cùng mình trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu kỹ thuật châm cứu. Mình sẽ châm hai huyệt, đó là huyệt khúc trì và thủ tam lý. Cách xác định huyệt khúc trì như sau. Tiếp theo là huyệt thủ tam lý, từ huyệt khúc trì đo xuống hai thốn là huyệt thủ tam lý. Khi ấn vào sẽ có cảm giác ê tức. Cái này quen quá, cái này tôi đi điều trị hoài, khó quá cuộc sống cổ quý vị. Nào cũng đi vật lý trị liệu, châm cứu, rồi rà điện, rọi đèn gì tôi lứa hết trơn. Ta vừa xem xong ba đoạn clip rồi, mỗi lần nghe tiếng sáo cái tôi thấy nó buồn. Tiếng sáo nó làm cho con người mình cảm giác nó khó tả dữ lắm nè. Chị Tường muốn Dung có thể chủ động trò chuyện thêm với hai chàng trai, hoặc là anh Thiện hoặc là anh Trường có muốn gì hỏi Dung chúng ta cũng có thể thoải mái nha. Vậy cho em hỏi anh Thiện trước. Anh Thiện ơi, anh ở Đồng Nai là anh ở chỗ nào vậy ạ? Anh ở huyện Vĩnh Cửu. Em cũng không biết chỗ này lắm. Không biết là sở thích, ví dụ mà hàng ngày mà anh đi làm về thì anh sẽ hay làm cái gì vậy anh? Đi làm về thì anh đọc sách, xong rồi có thể anh nghe nhạc. Dạ rồi, anh Trường ơi. Chào em, chào Dung. Chào anh. Bạn với em, mình thì cũng bằng tuổi bạn. Công việc của bạn thì làm cũng có hay bận rộn không? Áp lực thì cũng áp lực, nhưng mà kiểu cũng quen á, cũng đỡ. Ví dụ mình sẽ sắp xếp, biết cách sắp xếp công việc thì nó cũng không có gì hết. Chỉ áp lực lúc đầu khi mà mới nhận cái vấn đề đó. Bạn có hay tham gia các phong trào hoạt động bên ngoài không? Hoạt động bên ngoài không? Dung thì khá là năng động nên là Dung cũng thích các hoạt động xã hội bên ngoài. Ví dụ như trong đợt dịch này thì Dung cũng có tham gia tình nguyện để hỗ trợ. Để hỗ trợ tiêm vaccine với lại test Covid. Bây giờ là chúng ta chỉ là cảm nhận về nhau thôi, rồi quyết định chọn nha. Chọn ai rồi vô vòng trong mới tâm sự nhiều hơn nha, chứ giờ chưa đến giờ tâm sự riêng đâu nha. Bây giờ là cảm nhận của các bạn về nhau như thế nào? Em thấy bạn Dung là bạn khá là chín chắn, trưởng thành ấy. Bạn rất là năng động. Thế còn Thiện? Dạ thì em thấy là Dung là linh hoạt, mặt bát, nói chuyện thì nhỏ nhẹ dễ nghe. Mình sẽ nắm bắt cơ hội nào. Bây giờ trong hai chàng trai Thiện và Trường, mời Dung đưa ra quyết định.
anh Thiện thì em thấy anh là một người khá là hiền. Em thì kiểu năng động á, nên là em cũng muốn tìm một người năng động để có thể dễ chia sẻ hơn. Dạ, điểm mạnh của em thì em chơi thể thao, em thường xuyên chơi thể thao những cái môn như tennis, bóng bàn hay là bóng chuyền, bóng đá, một vài môn nữa. Điểm mạnh em là tập trung công việc, vô tư, thoải mái. Bạn có hay tham gia các phong trào hoạt động bên ngoài không? Hoạt động bên ngoài không? Dung thì khá là năng động nên là cũng thích các hoạt động xã hội bên ngoài. Ví dụ như trong đợt dịch này thì Dung có tham gia tình nguyện để hỗ trợ tiêm với lại test Covid. Anh Thiện ơi, anh ở Đồng Nai là anh ở chỗ nào vậy ạ? Anh ở huyện Vĩnh Cửu. Chị em cũng không biết chỗ này lắm. Rồi, ok. Như vậy thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ được lắng nghe tiếp tục cái sự kết cuộc trò chuyện giữa Dung và Trường. Nhưng bây giờ thì xin phòng máy cho kết nối tất cả ba bạn lại với nhau luôn. Mình chào hai bạn ạ. Chào mọi người. Thiện hát tặng chị Tường với các bạn bài hát đi Thiện. Hát thử một bài, em hát thì không hay lắm. Một mùa thu đi qua, lá vàng rơi trước sân. Mình ăn nơi đây cô đơn lạnh lẽo. Dạ, hết rồi. Trời, dễ thương quá. Chúc cho Thiện không xa, Thiện cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình nha Thiện nha. Dạ, chào mọi người. Dạ. Chúc anh Thiện tìm được người yêu nghĩ nè. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, và như vậy thì chúng ta đã chia tay với Thiện rồi. Bây giờ bước vào vòng thứ hai này thì chúng ta chỉ còn có bạn Dung và bạn Trường thôi. Mình chào Dung nha. Chào. Quan điểm sống của em thì tình cảm thì sẽ xuất phát từ hai người và nó sẽ là sức mạnh cho mọi khó khăn trong cuộc sống mình có thể vượt qua hết ạ. Bạn cũng rất là hợp với mình cũng rất thích những cái mà phong trào về như là mình ấy, mình tham gia thể thao văn nghệ trong trường thì mình tham gia rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Trường không, tại vì bình thường á bằng tuổi hay không, thấy lịch sự em hay gọi bằng anh lịch sự thôi nên là cũng quen rồi. Biết chắc là bệnh nghề nghiệp. Mình phải tự tin lên trong giao tiếp. Ba chị Tường nói á, đi ba mẹ chị Tường dặn á, mình đi ra ngoài xã hội á, cứ là đàn ông là mình làm anh, đó, phụ nữ là mình làm em, cho nên mình phải tự tin lên. Đó. Cứ xưng là anh em cho nó dễ thương. Cái kế hoạch của mình thì lập gia đình và sống ở tại ở Bình Dương này luôn ạ. Dự định thì mình có thể mình ra ở riêng một thời gian. Mình sẽ mua một chỗ ở ổn định và kế hoạch là mình thực hiện cả hai một lúc, là vừa tìm hiểu và đi tới hôn nhân và mình cũng vừa là làm công việc để mình tích góp trong cuộc sống. Dạ, kế hoạch của em thì nếu mà quen thì kết hôn thì em sẽ kết hôn tầm khoảng 30 tuổi, tầm khoảng 1-2 năm nữa. Sống thì chắc chắn em sẽ sống riêng rồi, em sẽ không muốn làm dâu. Em cũng về lắm, làm dâu này nọ thì cũng sợ. Trường ơi, có món quà gì về tặng cho Dung với chị Tường không? Em tặng cho, xin phép tặng bạn Dung một bài, là bài Bản Tình Ca Đầu Tiên. Ngày không em cũng lung linh đang trên con đường, dòng người lướt qua, riêng anh bất ngờ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đời mong, lòng anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em. Vì nếu em cần một bờ vai em,
nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa chan, dẫu phong ba sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười lóng lánh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời, anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Wow, quá tuyệt vời. Sao Dung cảm nhận như thế nào về món quà vừa rồi của trường? Dạ anh hát cũng hay, hát hay ạ. Ai đơn em cũng thích một người kiểu hát hay thì cũng là một điểm cộng đó em. À, coi cái những người mà thích âm nhạc á, nó cũng rất là hợp với chị. Cảm giác đôi lúc mình vui, lúc mình buồn, mình nghiêu ngao một bài hát thật là tuyệt vời. Lắng động lại, suy nghĩ lại tất cả những gì hồi nãy giờ mình chia sẻ, xem mình có một cái sự rung động nào chưa, xem cái người này có phải là cái người mà có thể mình tìm hiểu được hay không. Nếu được, hãy cho mình một cái cơ hội, hãy tự nắm bắt cơ hội này. Một, bạn cũng rất là hợp với mình cũng rất thích những cái mà phong trào về như là mình ấy, mình tham gia thể thao văn nghệ trong trường thì mình tham gia rất là nhiều. Hai, cái kế hoạch của mình thì lập gia đình và sống ở Bình Dương này luôn ạ. Dự định thì mình có thể mình ra ở riêng một thời gian. Mình sẽ mua một chỗ ở ổn định và kế hoạch là mình thực hiện cả hai một lúc, là vừa tìm hiểu và đi tới hôn nhân, và mình cũng vừa là làm công việc để mình tích góp trong cuộc sống. Ba, xin mời hai bạn đưa ra biểu tượng của mình. Yeah, rồi cảm ơn hai bạn. Chúc cho hai em có những cái ngày trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau thật là vui. Dạ, kính thưa. Dạ, cảm ơn chị Tường ạ. Okay.